Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả các dòng smartphone cũ với giá cả số 1 thị trường. Redmi Turbo 3, con gaming phone mới nhất của Xiaomi đang cực kỳ hot thời gian gần đây, sở hữu một cái hiệu năng cực kỳ mạnh, màn hình đẹp, pin trâu. Thế nhưng thì việc chú ý quá nhiều vào Turbo 3 lại khiến chúng ta quên đi mất một siêu phẩm cùng của Xiaomi vẫn đang cực kỳ hot thời gian gần đây với mức giá đã xuống rất thấp rồi, ngang ngửa với Turbo 3 luôn. Đó chính là Redmi K60 Ultra. Vậy thì giữa hai con này, đâu sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn ở tầm giá khoảng 8 triệu đồng? Hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Nói lại một cách chi tiết hơn về mức giá của hai con này. Hiện tại thì Redmi Turbo 3 giá của nó đang là 7 triệu 9 cho bản thấp nhất 12GB, 256GB. Giá này tính ra cũng rất là ngon rồi, nhưng mà mình dự đoán là con này nó sẽ còn giảm nữa. Mới ra đang hơn 7 triệu, nhưng mà một thời gian nữa là khả năng là còn tầm 6 triệu mà thôi. Còn với Redmi K60 Ultra, giá hiện tại đã chạm đáy rồi nha các bạn. Đã ra được một thời gian rồi nên mức giá đang rất tốt, đang chỉ có 8 triệu rưỡi cho bản 12GB, 256GB, rất là ngon luôn. Các bạn có thể tham khảo cả hai con này qua đường link của Vietablet nha. Vietablet hay còn gọi là Chiến Thần Định Giá, cam kết bán với mức giá rẻ nhất. Bên cạnh đó là chính sách thu cũ đổi mới, thu mua giá cao số một thị trường luôn. Ngoài ra còn bảo hành một đổi một cho các bạn, bảo hành từ 100% với mọi lý do, có hỗ trợ trả góp và trả góp không đồng, hồ sơ thì bao đậu luôn nha. Rồi, thực sự là hai con này đúng là hai đối thủ cực kỳ nặng ký của nhau. Xiaomi họ làm ra hai con này rất là ngon, để mà bây giờ khi mà ngang giá rồi, chúng ta phải đau đầu lựa chọn. Vậy thì để mà có thể biết được con nào ngon hơn, mình sẽ đi so sánh từng yếu tố của Redmi Turbo 3 và Redmi K60 Ultra nha. Đầu tiên sẽ là so sánh về thiết kế của hai con điện thoại này. Mình nghĩ là không chỉ mình mà hầu hết các bạn cũng sẽ đồng tình, đó là Redmi K60 Ultra chính là con có thiết kế đẹp hơn. Nó có một cái khung viền kim loại cùng mặt lưng kính rất là bóng bẩy, cho lại cảm giác cực kỳ sang trọng và cao cấp, rất chỉnh chu và cứng cáp luôn. Còn với Redmi Turbo 3 thì nó chỉ là từ nhựa mà thôi. Với thiết kế của Turbo 3 thì nhìn nó cũng rất là đơn giản, không có gì gọi là điểm nhấn so với Redmi K60 Ultra hết. K60 Ultra thì cái cụm camera nó được vét cạnh rất là nổi bật, nhìn thích hơn Turbo 3 rất là nhiều. Quay sang với mặt trước thì có thể thấy là Redmi K60 Ultra cũng cho lại một chất lượng hiển thị tốt hơn. Tuy là xét về thông số thì cả hai không thật sự khác biệt quá nhiều. Độ phân giải đều là Full HD cộng, độ sáng 2400 hay 2600 nits thì nó cũng chả chênh lệch gì nhau. Tần số quét cũng là 120Hz, chỉ có mỗi cái tấm nền là thực sự khác nhau thôi. K60 Ultra là OLED, còn Turbo 3 là AMOLED. OLED thì chắc chắn là xịn hơn rồi, nhưng mà còn AMOLED thì cũng có Disco Dad. AMOLED trên những con Samsung, Oppo, Xiaomi cao cấp thì không nói rồi ha. Nhưng mà trên một con gaming phone tầm trung như Redmi Turbo 3 thì nó chỉ ở mức bình thường thôi, không xấu nhưng cũng không gọi là quá đẹp được. Nếu như so với K60 Ultra thì nó vẫn thua kém phần nào nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với yếu tố mà mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn giữa hai con này. Đó chính là cấu hình. Liệu rằng Dimensity 9200 Plus trên Redmi K60 Ultra hay là Snapdragon 8S Gen 3 trên Turbo 3 sẽ mạnh hơn? Nếu như so với điểm số AnTuTu thì Redmi Turbo 3 sẽ tỏ hơn ra. Nếu như so với điểm số AnTuTu thì Redmi Turbo 3 sẽ tỏ ra đủ hơn một chút, khoảng hơn 1 triệu 6 so với 1 triệu 7 trên Redmi K60 Ultra. Còn khi test khả năng chơi game với một tựa game là Genshin Impact ở mức max setting thì Redmi K60 Ultra sẽ ổn định hơn một chút, nhưng cũng không thật sự đáng kể. Cả hai đều sẽ rất là mượt trong khoảng 8 phút đầu, nhưng về sau thì sẽ drop FPS khá là thường xuyên. Tuy vậy thì K60 Ultra sẽ drop ít hơn một chút, đỡ hơn là Turbo 3. Nhiệt độ thì cả hai đều nóng nha, sau khoảng 20 phút chơi thì có thể nóng lên tới tầm 46-47 độ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu một điều là Redmi K60 Ultra nó đã ra mắt được một thời gian rồi. Sự tối ưu về cấu hình và hiệu năng với các tựa game là nó sẽ tốt hơn so với Redmi Turbo 3. Turbo 3 thì nó cũng mới ra mắt gần đây thôi mà, sự tối ưu chưa được tốt nhất cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Mình nghĩ trong tương lai khi mà đã tối ưu lại rồi thì Redmi Turbo 3 nó cũng chả thua kém gì so với Redmi K60 Ultra đâu, thậm chí là còn mạnh hơn luôn. Tuy vậy thì thời điểm này để mà an toàn nhất, ngon lành luôn thì K60 Ultra nó vẫn sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn nha. Sang với yếu tố tiếp theo, so sánh về camera của hai con điện thoại này thì mình phải nói thật sự rằng cả Redmi Turbo 3 và Redmi K60 Ultra mình đều không đánh giá quá cao về camera. Cả hai đều sử dụng một ống kính chính với độ phân giải 50 chấm, khác nhau một chút về khẩu độ mà thôi. Đều sẽ có khả năng chống rung OIS, camera góc rộng là 8 chấm, khác biệt là Turbo 3 nó sẽ không có cam macro mà thôi. Chất lượng hình chụp của hai con này đều không quá ngon, chi tiết lên ổn thôi, không quá sắc nét. Đôi lúc còn xử lý hơi quá đà khiến cho mình cảm thấy hơi bệt, màu sắc thì cũng ở mức bình thường mà thôi. Nói chung á là nếu mà các bạn đang phân vân một trong hai con này về camera thì mình khuyên là các bạn khỏi cần phải đắn đo đau đầu suy nghĩ làm gì hết, bỏ qua luôn, mua Samsung iPhone về chụp cho nó chất lượng nha. Về pin của hai con này thì mình đánh giá đều rất là trâu, 5000mAh quá là quen thuộc rồi. Để mà chơi game thì cả hai phải cài liên tục trong khoảng 3-4 tiếng là ít, còn sử dụng cơ bản hàng ngày thì phải từ 8-7 tiếng on screen là điều hoàn toàn thoải mái nha. Về sạc nhanh thì Redmi K60 Ultra nó sẽ xịn sò hơn, 120W so với 90W của Redmi Turbo 3. Tuy vậy thì 90W mình nghĩ cũng rất là nhanh rồi,
mất nửa tiếng là các bạn đã sạc đầy 100% pin luôn. Còn nếu mà bạn muốn phải nhanh nhất có thể thì củ sạc 120W với 90 phút để sạc đầy pin sẽ đáp ứng được cho bạn nha. Trước khi tới với phần tổng kết video thì mình phải nói cho các bạn một vấn đề mà cả hai con này đều sẽ gặp phải. Chắc là các bạn cũng đoán ra được mà đúng không? Đó chính là vấn đề về trễ thông báo. Xiaomi hàng nội địa, hàng sách tay thì không thể tránh khỏi việc bị trễ thông báo rồi. Facebook, Messenger các kiểu bị chậm thông báo là rất thường xuyên, có lúc còn không nhận được thông báo cơ. Thật ra thì mình nghĩ đây là thứ mà các bạn phải chấp nhận đánh đổi trên những mẫu máy Xiaomi sách tay. Đâu phải ngẫu nhiên mà nó có giá rẻ như vậy ở thị trường Việt Nam đúng không? Nếu như các bạn mua hai con này để làm máy chính, phục vụ cho công việc thì cần phải lưu ý thật kỹ về vấn đề này nha. Mình thì cũng đã làm một cái video khắc phục tình trạng bị trễ thông báo trên Xiaomi sách tay rồi. Tuy không hạn chế được 100% đâu, nhưng cũng khá là hiệu quả. Các bạn có thể xem lại để tránh gặp phải tình trạng bị trễ thông báo này nha. Tổng kết lại, theo mình thấy thì Redmi K60 Ultra nó vẫn sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn ở thời điểm này. Ra mắt được một thời gian rồi, phần mềm nó sẽ ổn định hơn, tối ưu hiệu năng cho các tựa game ngon hơn, nó cũng có những cái tiêu chuẩn cao cấp hơn, đúng với chữ Ultra như là sạc nhanh 120W hay là kháng nước kháng bụi IP68. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại một điều là Redmi Turbo 3 nó sẽ có mức giá rẻ hơn và sẽ còn rẻ hơn nữa khi mà con này mới ra mắt thôi, khả năng là sẽ còn giảm giá trong tương lai. Và khi mà nó được tối ưu hiệu năng, tối ưu tất cả một cách tốt nhất rồi thì thật sự đây sẽ là một con game phone quá tuyệt vời cho tầm giá, đảm bảo là sẽ cực kỳ hot luôn nha. Và các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cuối cùng thì nhớ like video này và theo dõi kênh Việt Tập Lấy nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.